Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui chào đón quý vị và các bạn trở về với kênh YouTube của mình. Và hôm nay một dịp mình đến thủ đô Hà Nội và mình đã biết được một ngôi đền là một di tích văn hóa đặc biệt của thủ đô Hà Nội, của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó chính là đền Quán Thánh. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng với mình vào viếng và khám phá những nét đặc biệt cổ kính của ngôi đền hơn ngàn năm tuổi này. Kính thưa quý vị, hiện tại Phong Hạnh đang có mặt tại thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô Hà Nội. Và Phong Hạnh đang vào viếng một ngôi đền có thể nói rằng rất cổ xưa và là một trong những danh lam thắng cảnh, gọi là tứ trấn của thủ đô ngàn năm văn hiến, đó chính là đền Quán Thánh. Và bây giờ Phong Hạnh xin mời quý vị và các bạn cùng Phong Hạnh bắt đầu vào viếng và khám phá ngôi đền hết sức cổ xưa và đẹp mắt này nha. Có thể nói ấn tượng đầu tiên của Phong Hạnh khi vào ngôi đền này là có những cái gốc cây, có thể là cây xoài rất to. Rất nhiều cây xoài rất to. Có thể nói là đây là những cây đại thụ, những cây xoài trong khuôn viên. Làm nhà xong thì chục cây. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái đền này là hơn 1.000 năm tuổi, thì nó ít nhất 600-700 năm tuổi. Đấy là đông na. Đúng rồi. Lần đầu tiên không thấy gốc cây xoài mà nó to như vậy á. Rất nhiều cây xoài ha, anh thấy rất nhiều cây. Coi như là cũng phải 600-700 tuổi rồi. Đấy, rồi. Ở đây là các cụ vẫn cứ gọi là cụ xoài. Cụ xoài. À. Dạ, cụ xoài cao tuổi. Em thấy cái bức tượng của ngài Quán Thánh đó là cái một cái vị thần của cái cục đất ngày xưa ở đây hay sao anh? Đây là gọi là Thánh Huyền Viên Trấn Vũ. Thánh Huyền Viên Trấn Vũ. À. Dạ. Trấn Vũ là cái tên địa danh hay là Vũ là gió ta? Không, đây là cái địa danh. Cái địa danh ha. Dạ hay quá. Ở đây có một cái bản hướng dẫn này: di tích lịch sử văn hóa quan trọng thuộc đất phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, được tạo dựng từ đời vua Lý Thái Tổ 1010-1028 để thờ Thánh Huyền Thiên Trấn Võ, vị thần trấn giữ phương Bắc, vì thế còn có tên là đền Trấn Võ, Quán Thánh Trấn Võ hay là Quán Thánh. Tọa lạc bên hồ Tây trong một khuôn viên đẹp đẽ và rộng lớn, trang nghiêm, gần ngay cửa Bắc Kinh Thành. Đây là một trong bốn Thăng Long tứ trần ngày xưa. Các bộ phận kiến trúc hiện thấy là kết quả của lần trùng tu lớn vào thế kỷ thứ 19, bao gồm tam quan, sân ba lớp, nhà tiền tế, trung tế, hậu cung. Ở đây có pho tượng bằng đồng đen cao gần 4m, nặng khoảng 4 tấn, đúc năm 1677 để thể hiện oai linh của Thánh Huyền Thiên Trấn Võ. Bây giờ Phong Hạnh xin mời quý vị cùng Phong Hạnh sẽ vào bên trong những cái gian thờ chính của vị thần Trấn Võ. Phong Hạnh nhận thấy rằng tất cả những cái kiến trúc ở trong cái ngôi đền này đều bằng gỗ chạm trổ hết sức tinh vi và có màu đỏ nhạt.
Đây là những cái gọi là cái bảo vật quốc gia. Bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đúc năm 1677, cao 3,96, nặng 4.000 kg. Tượng Quan Trấn Vũ, đền Quán Thánh. Đây là những cái cổ vật cũ thời xưa. Đây là những cái nhạc cổ làm bằng đồng, có 10 cái nhỏ to âm thanh khác nhau. Mô hình khuôn mẫu. Tượng của Phật. Bảng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn gồm đền Bạch Mã, quận Hoàn Kiếm, đền Voi Phục, đền Quán Thánh quận Ba Đình và đền Kim Liên quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Như vậy là đền Quán Thánh là một trong những Thăng Long tứ trấn. Con Hạnh thấy là có hai cây đèn đồng để hai bên rất đẹp. Ở đây có một cái đôi hài rất là nhìn rất cổ xưa. Ở trên cao có một cái bảng ghi là bất kỳ đệ nhất danh thắng. Tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ. Theo thuyết của đạo giáo, Huyền Thiên là một vị thần luôn được thờ để trấn ải hướng Bắc. Theo truyền thuyết, sau khi giúp An Dương Vương diệt trừ yêu quái, xây dựng thành Cổ Loa, để nhớ công ơn thần, nhà vua đã tạo lập cho đền thờ trên núi Sái, nay thuộc thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngày nay, vào ngày 11 tháng Giêng, nhân dân các xã trên vẫn tổ chức lễ hội rước bà vị thần. Một truyền thuyết nữa, vào đời vua Hùng Vương, tại rừng Thiết Lâm, làng Long Đổ, Hà Nội ngày nay, có con hồ ly tinh, cáo thành tinh chín đuôi làm hại dân. Ngọc Hoàng sai thần Huyền Thiên dùng phép thuật để giết hồ tinh, rồi cả rừng Thiết Lập Lâm sụp xuống thành Hồ Tây ngày nay. Vì thế, sau khi rời đô từ kinh đô Hoa Lư về thành Đại La để xây dựng kinh đô Thăng Long, Lý Công Uẩn đã cho xây đền Quán Thánh để thờ thần Huyền Thiên trấn ải phía bắc của kinh thành năm 1010. Tượng Huyền Thiên trước bằng gỗ, đến năm Vĩnh Trị thứ hai đời vua
vua Lê Hy Tông 1677 mới được đúc bằng đồng, cao 3,96m, nặng 4 tấn, chu vi bệ đá là 8m. Tượng ngồi oai nghiêm, mặt vuông, mắt nhìn thẳng, râu dài, đầu không đội mũ, tóc xõa đằng sau, mình mặc áo đạo sĩ màu đen, chân đi lên lưng rùa, thân gươm có rắn quấn. Rắn và rùa tượng trưng cho sức mạnh và sự trường sinh của thần. Tượng đồng huyền thiên đồ sộ uy nghiêm hùng dũng, được thờ ở phía bắc thành Thăng Long, mang một ý nghĩa lớn lao đối với tự vệ quốc gia. Nó biểu thị tinh thần quật cường của dân tộc qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm mấy thế kỷ trước. Tượng đồng Trấn Vũ là một công trình nghệ thuật đúc đồng đặc sắc của nhân dân ta vào thế kỷ 17, do các nghệ nhân làng đúc đồng Ngũ Xã đúc năm Đinh Tỵ 1677. Với những giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang tính thời đại và tầm vóc quốc gia, dân tộc, tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia tại quyết định số 2496 ngày 22 tháng 12 năm 2016. Qua đó tiếp tục củng cố và bồi đắp những giá trị trường tồn của di tích. Phong Hạnh nhận thấy ở đây có một cái bản đồ ghi chú thích là bản đồ thành Thăng Long Đông Kinh năm 1490. Bản đồ này thì rất là cổ xưa. Đây là phía bắc. Thế đây là cái đền Quán Thánh. Đây là Vũ Quan số 22. Ở đây có một cái chiếc khánh đồng đúc thời chúa Trịnh thế kỷ thứ 17 và 18. Đây có một cái bức ảnh chụp cái cửa lên của ngôi đền rất là cổ xưa. Em trong Nam mới ra, em ghé vào em viếng đền, thắp nén hương, sẵn mình cũng quay cái di tích. Đền mình là thường là cái người dân người ta viếng là cái dịp nào là đông nhất chị? À, ngày rằm vào mùng 1 là rất đông hả chị ha? Đông vừa thả con, Tết thì đông hơn. Dạ. Ngày vừa khách du lịch hai anh em ý. Dạ. Ở đây có một cái chai rượu Martinon. Phong Hạnh nhận thấy là có rất nhiều những cái bức chướng có thể là ghi cái tiếng Hán Nôm ngày xưa, chữ Hán Nôm. Ở góc này bên hông của ngôi điện thờ, quý vị thấy rằng cái khung cảnh hết sức là cổ và hết sức là yên tĩnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là những ngày đầu tiên của mùa đông tại thủ đô Hà Nội và Phong Hạnh đến thủ đô Hà Nội và may mắn được vào tham quan và viếng đền Quán Thánh, một ngôi đền cổ xưa, một di tích văn hóa hết sức đặc biệt của Việt Nam chúng ta, hơn 1.000 năm tuổi. Và Phong Hạnh xin chia sẻ đến quý vị và các bạn, rất mong quý vị và các bạn có sự chia sẻ và có dịp đến thủ đô Hà Nội thân thương
chúng ta hãy dành chút ít thời gian để viếng và tham quan một di tích hết sức cổ kính này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn.